Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Kutu, một thương hiệu con của thương hiệu Sava, thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, được sử dụng rất nhiều tại những cái thị trường châu Âu như Mỹ, Pháp và Đức. Đây là những cái nước châu Âu khác được sử dụng bộ group Shimano 105 và bánh nhôm cao bản và tất cả những cái đồ đi đông của Phố Túc Yên đều là của Sava, thương hiệu Kutu, một thương hiệu con rất là nổi tiếng ở những thị trường châu Âu, thương hiệu con của Sava. Xe là nhập khẩu nguyên chiếc, full zin toàn bộ 100%, khung phần khung là full carbon, nước sơn xanh biển nhạt, rất là thể thao và trẻ trung, đẹp mắt. Mua đồ Arctech. Xe này em mới nhập về, còn rất là mới, đánh giá cái độ mới của chiếc xe phải hơn 95% về độ mới. Toàn bộ phần khung là carbon, dây chạy âm sườn, như cái cách thiết kế các bác có thể thấy rất giống những cái dòng xe Sava High Speed của Sava. Chạy bộ chuyển động Shimano 105R7000 cũng rất là cao và mới của Shimano. Phần tay lắc cũng 105R7000. Chạy đi trục rỗng, của Brewell, một tầng lip may bi vòng cái lỗ bằng nhôm cao bản 4-5 phân, rất là cái vành nhôm cao bản nó sẽ tạo cái độ đẹp của chiếc xe lên rất là nhiều. Có 700C đi đông dẹp thì chắc chắn cánh đi mảnh cánh ba mảnh của Hippo là theo xe. Full zin rất là chặt. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48cm, vừa khóa yên đến tâm cổ phốt là 50cm. Chiếc xe vừa các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì là phù hợp. 60 các bác có thể đi được, để nếu mà cưa cái phần yên này xuống một chút là 60 đi cũng vừa. Xe chạy 11 tấn lít, 2 tấn rưỡi, xe có 22 tốc độ khác nhau. Trên bộ cổ động Shimano 105 và 7000. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá chỉ có là 18.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.